Hôm nay tôi sẽ có sức mạnh siêu nhiên, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì đây chính là câu trả lời. Cuối cùng thì cũng chất đồ lên xe xong, để tôi gọi điện cho hai ông chú của tôi, đó chính là Michael và Trevor, là tôi sẽ đến đón bọn họ. Rồi, chuẩn bị xong rồi đó, đến đón đi mày. Ok luôn chú. Rồi, chuẩn bị hết rồi đó. Mà có gì đâu chuẩn bị nha. Tao vác cái thay đi thôi đấy. Ok. Hôm nay chúng tôi sẽ đi cắm trại trên núi 2 ngày 2 đêm. Nói cắm trại cho nó ngầu vậy thôi chứ chúng tôi ở trong một cái cabin gỗ anh em à, chứ không phải ở trong mấy cái lều đâu. Không nói nhiều nữa, giờ chúng ta sẽ đến đón hai ông chú kia. Để hai ông chờ thì tôi mệt lắm anh em à. A few minutes later. What's up? Chất đồ và lên xe nào chú. Đã đón xong một người, còn một người nữa thôi. Lên xe thôi chú. Xin chào mấy con của anh. Mọi người đã đông đủ, giờ thì đi đến cabin để nghỉ dưỡng thôi nào. Tôi hào hứng thật sự luôn ấy. Yeah, let's go man. Yeah. Cái cabin cách đây khá là xa, ít nhất là mấy tiếng đồng hồ chạy xe. Mong là trên đường đi không có chuyện gì xảy ra cả. Many hours later. Hình như là qua hết cái đoạn này là tới cabin rồi. Let's go, come on. Xuống dốc thôi nào. Ôi, tôi thấy cái cabin nữa kìa. Holy moly man, nhìn từ xa cái cabin đẹp thật sự luôn ấy. Có 3 chiếc xe địa hình luôn kìa. Quẹo lên đây để đậu xe. Đậu xe ở đây. Chúng ta đã tới cabin. Công nhận cái cabin này nhìn xa đã đẹp, nhìn gần lại còn đẹp hơn nữa anh em ạ. Wow. Đây là nơi mà chúng tôi sẽ ở 2 ngày 2 đêm. Chủ nhà còn để lại tận 3 chiếc xe địa hình luôn anh em ạ. Wow. Để tôi vô trong nhà coi có gì. Oh my God, đầy đủ tiện nghi thế nha. Chúng ta có tủ lạnh, máy tính và tivi luôn anh em ạ. Rồi có cái cây gì ở đây thế nha. Hình như là cái cây này không giống bình thường anh em ạ. Bên ngoài chúng ta sẽ có tấm pin năng lượng mặt trời. Còn lại là không có gì đặc biệt cho lắm. Hình như đây là một cái hòm vũ khí thì phải. Theo như tôi thấy là như vậy. Ui, có con sư tử nó sắp cắn tôi anh em ạ. Này thì sư tử này. Đặc biệt là 3 chiếc xe địa hình này. Chúng ta có thể đi lòng vòng trên cái đồi núi này. Chuyện đó tính sau đi. Giờ thì chất đồ xuống. Để tối nay còn đốt lửa trại nữa. Ôi, hôm nay trời đẹp thế nha. Chắc tôi phải rủ mấy ông chú của tôi đi lòng vòng mới được. Sẵn tiện có mấy chiếc xe địa hình ở đây luôn mà. Để tôi vô tôi hỏi thử. Mọi người ơi, hôm nay trời đẹp này, hay đi lòng vòng chơi đi. Tao già rồi nên lười lắm, không đi đâu. Tao cũng không đi đâu. Tao không có hứng thú với mấy chuyện đi lòng vòng. Thôi đi đi, vui lắm, vui cực. Rồi mày kể xem vui chỗ nào. Vui cái đầu. A few moments later. Thuyết phục không xong rồi anh em ạ. Tôi buộc phải đi một mình thôi, chứ ở nhà chán lắm. Đội nón lên nào. Tôi sẽ đi ngược lại cái đường đi lên. Vì lúc đi lên trên đây tôi thấy có một cái hồ anh em ạ. Đây rồi, cái hồ đây rồi. Đẹp thế nha. Tôi không biết đây là cái hồ hay là cái gì nữa anh em ạ. Nhưng mà tôi sẽ gọi nó là cái hồ. Ui, có mấy con nai nữa này. Nói chung là cái chỗ này tuyệt vời thật sự. Ôi, tôi vừa nhìn thấy cái gì đấy anh em ạ. Quay lại thử xem. Ui, tôi nhìn thấy cái gì xa xa kìa. Chắc tôi phải vô đó coi thử là cái gì mới được. Đây, chúng ta lên tới nơi rồi đây. Ôi, có một cây súng luôn á. Holy moly man. Tự nhiên ở đâu trên núi có cây súng nha. Oh my god. Đây là một cái chòi này. Đi tiếp thử coi. Oh my god. What the f man. Một quả tên lửa. Thật luôn à. Holy moly man. Có vẻ đây là một cái khu phóng tên lửa anh em ạ. Cái tên lửa này ngầu thật sự. Lần đầu tiên tôi đứng gần đến như vậy luôn ấy. Để coi ở dưới tên lửa có gì. Chúng ta sẽ có dầu này, những cái hòm vũ khí thì phải, có vài cái camera. Tôi nghĩ nó chắc nó hết hoạt động rồi, nhìn thấy nó khá là cũ. Tôi có thể leo lên cái chỗ hỏa tiễn nhờ cái cầu thang này. Tôi nghĩ là tôi có thể nhảy xuống. Nhảy xuống được anh em ạ. Lần đầu tiên tôi đứng gần như vậy, tôi có thể chạm vào nó không nhờ. A little longer than a few minutes later. Ui, may quá tôi vẫn không sao anh em ạ. Tôi không biết lý do tại sao tôi bị ngất đi, nhưng mà tôi sẽ về nói chuyện này với mấy ông chú của tôi. Về tới cabin rồi, come on, let's go man. Vô lẹ nào. Alo mọi người, cháu vừa thấy cái tên lửa ở cái khu vực gần đây. Mày cái chơi đồ không đấy? Tao ở cách đây một cái hồ mà tao có nghe gì về cái tên lửa nào đâu. Thiệt, nói thiệt mà. Không tin thì đi theo cháu. Lên xe đi các chú. Chúng ta tới rồi đây. Cái tên lửa nó ở bên đây này. Ở đây này. Ủa, nó đâu rồi? Vô, mới hồi nãy là nó vẫn còn ở đây luôn ấy. Giờ sao không còn nữa nhờ. Vô lý, vô what the hell man. Rõ ràng là hồi nãy nó trên đây cơ mà. Không thể tin được luôn ấy. Cái chỗ này chính phủ thử nghiệm cái gì đó mà đã bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Sao mà có cái tên lửa được. Thôi ngoan nè, về cabin thôi. Về đi bố mày cho uống sữa. Thiệt mà, thật luôn ấy. Vơ và vơ vận. Tomorrow. Về nhà rồi anh em ạ. Hiện tại là tôi khá là mệt luôn, cho nên là tôi sẽ đi nghỉ ngơi. Nhưng mà trước tiên là tôi sẽ đi uống nước cái đã. Còn về cái vụ hỏa tiễn mấy ông chú không tin tôi rồi anh em ạ. Nhưng mà tôi nghĩ chắc cũng không sao đâu. Mới chạm vô cái tí xíu mà, có gì đâu. Thôi đi xuống giường thôi nào. Oh my god. Cái gì đây? Tôi đang bay anh em ạ. Holy moly man. Tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ? À đúng rồi, chính là cái tên lửa đó. Tôi đã chạm vào cái tên lửa đó. Chắc chắn là như vậy rồi. Tôi không nghĩ là tôi có thể bay không đâu. Tôi còn có thể còn nhiều khả năng khác. Tôi sẽ thử nâng vài đồ vật trong phòng của tôi. Holy moly man.
vô. Tôi có thể nâng lên một cái loa này mà, và cả chai dầu thơm nữa, và cái đàn nữa. Let's go. Anh em nhìn đó đánh đàn luôn kìa. Ôi sức mạnh của tôi ngầu thế nha. Tôi nghĩ là tôi sẽ ra một bãi đất trống nào đấy, ví dụ như bãi phế liệu chẳng hạn. Đúng rồi, bãi phế liệu. Tôi sẽ ra đó để khám phá sức mạnh của tôi. Nhưng mà trước tiên tôi cần một bộ đồ kín đáo để mọi người không nhận ra tôi, chính là cái bộ đồ này. Giờ thì lên lấy xe thôi nào. Rồi ok rồi đấy, đi đến bãi phế liệu thôi. Mong là trên đường đi không bị phát hiện. Chúng ta tới bãi phế liệu rồi đây. Hình như ở trong đây không có người anh em ạ. Vào thôi nào. Come on, let's go man. Đúng như vậy rồi. Trong đây không có người anh em ạ. Đậu xe ở đây. Đây đúng là nơi hoàn hảo để khám phá sức mạnh của tôi luôn ấy. Mới vừa nói không có người luôn. Đi đi. Yo. Tại sao lại đây chứ nhờ? A few inches later. Sau một hồi thì thằng kia nó cũng đi mất rồi anh em ạ. Thì anh em đã biết sức mạnh đầu tiên mà tôi phát hiện ra đó chính là khả năng bay. Đấy, tôi ngầu thật sự luôn ấy. Nhưng mà hình như tôi chỉ có cái kiểu bay chậm này thôi anh em ạ. Không có cái kiểu bay nhanh. Holy moly man. Nhưng mà thôi kệ đi, vậy cũng ổn rồi. Sức mạnh tiếp theo mà tôi phát hiện ra đó chính là khả năng nâng đồ vật. Đây, tôi sẽ nâng một cái đồ vật nào đó. Đấy, ngầu không kém gì khả năng bay luôn ấy. Holy moly man. Yo, được thật sự luôn ấy. Thả xuống này. Tôi nghĩ là tôi không chỉ có hai khả năng đó mà tôi còn có khả năng khác. Để tôi thử anh em ạ. Đây, thử lại với cái bình này đi. Oh my god man. Yo, tôi có khả năng kéo được cái bình này lại. Đấy, holy moly man, đỉnh thế nhờ. Kéo lại nữa coi. Wow, ngầu thật sự. Nếu mà tôi đã kéo lại được thì đồng nghĩa với việc tôi có thể đẩy nó ra đúng không? Uầy, còn gì để nói nữa nha. Ngầu thế nhờ. Ui, đỉnh cao thế, đẩy nó ra. Uầy, không có gì có thể bàn cãi được cả. Còn mấy cái bóng đèn này. Holy moly man, tôi có thể phá hủy bóng đèn luôn á. Wow, giờ tôi mới biết tôi có thể phá hủy mấy cái bóng đèn luôn á. Nhưng mà mấy cái bóng đèn thì nói làm chi đúng không? Tôi sẽ thử với cái này thử coi. Oh my god, let's go man. Tôi có thể phá hủy một cái bình luôn á. Ý tôi là cái chân trống cái bình thôi. Nhưng mà kinh thật sự. Nãy giờ là tôi chỉ thử sức mạnh của mình đối với mấy cái đồ vật nhỏ nhỏ thôi. Giờ tôi sẽ thử với mấy cái đồ vật to to một chút xíu. Giống như chiếc xe này này. Tôi sẽ nâng nó lên. Come on. Come on. Let's go man. Yo, tôi có thể nâng lên được một chiếc xe phế liệu luôn á. Oh my god, ngầu thật sự luôn ấy. Bỏ xuống, bỏ xuống. Để người dân bên ngoài nhìn thì không ổn tí nào cả. Thế là tôi có thể kéo nó lại đúng không? Wow. Wow. Không gì để nói cả. Mạnh thật sự. Còn bóp nát được chiếc xe này. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi có thể bóp nát được chiếc xe của tôi. Nhưng mà ai ngu đâu bóp nát chiếc xe của mình đâu đúng không? 5 minutes later. Tôi nghe tiếng gì thì phải. Tiếng còi cảnh sát anh em ạ. Hình như cảnh sát phát hiện ra tôi rồi. Lên xe trốn thoát ra khỏi đây thôi nào. Come on, no. Come on man. Hình như là có người gọi điện cho cảnh sát thì phải. Khám phá sức mạnh lộ liễu quá. Ui, cảnh sát tới nhanh thế nhờ. Oh my god man. Come on, come on. Chạy thôi. Oh my god. Thôi, đậu xanh. Nó bắn kinh thế. Tôi không biết cảnh sát phát hiện ra danh tính của tôi chưa. Mong là chưa ấy. Ôi, có cả trực thăng luôn là tôi khá là khó để chạy luôn ấy. A few moments later. Oh my god man. Cảnh sát đứng đầy đường luôn ấy. Oh my god, sao tôi chạy vô cái đường này. Come on, come on. No. Ôi my god, xe tôi nổ luôn rồi. Come on, leo ra. May mắn là tôi vẫn còn sống sót anh em ạ. Tại vì tôi có siêu năng lực ấy. Giờ tôi phải buộc phải dùng sức mạnh của mình để chạy trốn cái bọn cảnh sát này thôi. Chứ khả năng bay tôi là thấy không ổn rồi đấy. Mày xạo. Đẩy mày nè con. Let's go. Đẩy mày nè. Này thì cảnh sát tới. Nhấc xe lên, đừng cho nó xuống. Đẩy này. Let's go. Ngầu thật sự luôn ấy. Yo. Nhấc lên hết, tôi sẽ nhấc lên hết. Đấy, ui, tôi bóp nát xe của cảnh sát luôn kìa. Oh my god man. Ui, tôi đẩy một cái xe nó hư luôn. Nãy giờ tôi bị bao vây, giờ tôi sẽ chạy lên đây anh em ạ. Dí theo này, dí theo này. Mày, xa tôi vẫn đẩy được luôn nhá. Oh my god, có squat luôn á. Không sao luôn rồi. Come on, come on. Ok, ok, ok. Tôi nghĩ là tôi sắp thoát được rồi đấy. Bọn cảnh sát không phát hiện ra tôi rồi. Tôi phải nhân cơ hội này chạy mới được. Cuối cùng thì tôi cũng đã thoát được cảnh sát rồi anh em ạ. Tôi cần một chiếc xe gấp. Không biết ở đây có bãi đổ xe nào không nhờ. Hồi nãy mà tôi kịp trèo lên một chiếc xe thì ổn biết mấy nhờ. Đẩy xe thôi, come on, let's go. Tôi sẽ cần một người nào đó giúp tôi để tìm ra nơi trú ẩn an toàn. Chứ không là cảnh sát quay lại. Tôi sẽ gọi cho ông chú Trevor của tôi. Tại vì ông chú tôi ở gần đây mà. Alo chú, cháu cần chú giúp tìm ra nơi chú ẩn an toàn. Mày có chuyện gì à? Chuyện này dài dòng lắm chú. Mà sao phải là tao? Tại vì chú ở gần chỗ cháu, giúp cháu đi gấp lắm rồi. Sao mày gấp gáp thế? Đến gặp tao. Không được. Cúp máy luôn rồi. Thôi xong,
hết cách rồi anh em ạ. Đây, tới chỗ của ông chú tôi rồi đây. Tôi đậu xe đây cái. Cháu cần chú giúp ngay lập tức. Mặc đồ gì kỳ dữ mấy. Giờ không phải là lúc nói chuyện đó đâu chú. Chú biết chỗ nào an toàn không chú? Sao mày cứ hỏi tao về chỗ chú riết vậy? Có chuyện gì à? Chuyện này dài thật sự luôn ấy. Cháu kể chú sau. Chú biết chỗ nào an toàn không? Tao biết một chỗ. Nó nằm ở. Gì thế nhờ? Cảnh sát tới nữa. Tôi không ngờ là tiếp viện tới nhanh như vậy luôn ấy. Oh my god man. Chú chạy đi chú. Chạy chứ sao không? Ở lại bắn cho chết. Ờ, chạy thiệt luôn à. Thôi kệ, không sao. Bọn này bắn người thân của tôi luôn à. Oh my god. Không ngờ tôi có sức mạnh mạnh đến như vậy luôn ấy. Holy moly man. Yo, có thể chạy nhanh hơn này. Này thì cảnh sát đây. Oh my god. Ngầu thế nhờ. Holy moly man. Tôi có thể nhấc một phát luôn. Cả đám đi luôn ấy. Tôi có thể khiêng một chiếc xe luôn ấy. Tôi có thể đốt cháy một chiếc xe luôn này. Holy moly. À bắn à. Tôi sẽ thu hết súng của nó. Đấy tôi có vài cây súng trên người rồi này. Nhiều thật sự luôn ấy. Này thì đụng đến người thân của bố mày này. Nâng lên hết. Tôi sẽ nâng lên hết. Yo man. Wow. Mạnh thật sự luôn ấy. Tôi có khả năng nhảy lên cao luôn này. Let's go man. Bắn mày nè con. Đánh mày nè con. Dịch chuyển. Tôi có thể dịch chuyển được anh em ạ. Nói chung là sức mạnh này tôi không thể ngờ đến luôn ấy. Mạnh khủng khiếp, mạnh thật sự luôn ấy. Đến nỗi mà tôi chạy tới gần mấy chiếc xe thôi là nó nổ hết rồi. Giật điện mày nè con. Tôi có thể phá hủy hệ thống của mấy chiếc xe. Hours later. Mọi chuyện đã xong xuôi. Ông chú tôi đâu rồi nhờ? Đây rồi. Giờ chú biết mọi chuyện rồi đấy. Chú có thể nói cho cháu về cái chỗ chú ở an toàn được không? Nó nằm ở phía đông ấy. Cảm ơn chú nha. Theo như ông chú nói thì có vẻ là cái nhà này đây. Tôi sẽ ở ẩn trong căn nhà này một thời gian. Và đấy là sức mạnh siêu nhiên của tôi. Hẹn gặp lại anh em ở những tập tiếp theo.